Liên quan đến chính trường Mỹ, Tổng thống Donald Trump và đội ngũ của ông đang đứng trước sức ép ngày càng lớn từ cuộc điều tra luận tội do phe Dân Chủ trong Hạ viện tiến hành. Theo kế hoạch, Đảng Dân Chủ sẽ triển khai giai đoạn tiếp theo của tiến trình luận tội trong tuần tới, với việc tổ chức buổi điều trần công khai đầu tiên đối với những nhân chứng chủ chốt. Để đối phó với sức ép này, phe Cộng hòa trong Hạ viện đã phản ứng lại bằng cách cũng đưa ra yêu cầu điều trần đối với một số quan chức của Đảng Dân Chủ và một số người tố giác Tổng thống Trump. Tính tới thời điểm này, các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ mới chỉ tiến hành các cuộc điều trần kín và cho công bố 8 trong số 15 bản sao lời khai nhân chứng. Đây mới chỉ là giai đoạn tiền đề cho tiến trình điều tra của các ủy ban điều tra thuộc Hạ Viện. Dự kiến trong tuần tới, tiến trình này sẽ được đẩy lên một nấc mới khi Đảng Dân Chủ sẽ tổ chức phiên điều trần công khai đầu tiên vào ngày 13 tháng 11 với sự tham gia của ba nhân chứng tới từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Trước sức ép ngày càng lớn từ Đảng Dân Chủ, Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa liên tiếp chỉ trích cuộc điều tra là một chiều và không công bằng. Một số quan chức và cựu quan chức trong chính phủ Mỹ đã từ chối tham gia cuộc điều trần của Đảng Dân chủ. Bên cạnh đó, phe Cộng hòa cũng bắt đầu tung ra các phản đòn mà một trong số đó là đưa ra yêu cầu điều trần đối với chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, nghị sĩ Adam Schiff hay Hunter Biden, con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, yêu cầu này của phe Cộng hòa sẽ khó được chấp thuận do Đảng Dân chủ đang nắm quyền kiểm soát tại Hạ viện.